Ngày 28 tháng 12 năm 2020, trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô tải. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn, khi đó xe tải biển số 63C13213 chở trái cây lưu thông trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang, khi xe đến đoạn km 41 thuộc địa bàn xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành thì bất ngờ bị nổ vỏ nên tài xế dừng xe trên làn đường số 1, sát giải phân cách. Ít phút sau, xe tải biển số 62C06275 lưu thông cùng chiều tông vào xe 63C13213. Cú va chạm mạnh làm xe 63C13213 cày hơn 10m trên giải phân cách rồi quay đầu nằm chắn ngang trên làn đường số 2. Sau cú va chạm, trái cây trên xe đổ tràn xuống đường. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm 3 xe hư hỏng nặng. Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Châu Thành đã kịp thời đến phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.